Xin chào các bạn, chúng ta sẽ đến với năm từ vựng ngày hôm nay. Quả dứa đó là pineapple. 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 Quả mận là plum. 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 Chín, đây là tính từ. Khi nói trái cây chín, chúng ta sẽ dùng ripe. Ripe. Quả dâu tây là strawberry. Strawberry. Quả dưa hấu là watermelon. Watermelon.